So thank you very much for listening. Thank you, Julie. I know I must have taken you a lot of time to prepare that presentation. Thank you so much, Julie. So we're going to welcome back to the stage Mr. Sang Lu Jr. Not only is he an MC, but he has multiple roles, including being the Sacramento representative that's going to talk about active involvement on Indigenous issues. Please give him a round of applause. Ang câu salam phi ha mi va te sa ai tak ban ni chung bo mi va hai chung dom tut tut Việt Nam thì là chừng đôm trăm nhá, đôm này đôm trăm rất chắc là thủ thế lấy đôm nôi ở giữa mới như là đôm hô kỵ phao năn ấy, chắc là lạ dùn chắc là lù đôm năn men của mỹ và băng lù yang tổ băng tổ lù hu hơn chỉ đôm trăm rất luôn nên như miếng là đôm Việt là thế hệ này là để đôm phải đôm lại hơn chỉ tư mừng khắc chấp dùn làm băng đôm hù tan hay thầu tan năn này là chừng gián này đôm đôm mi hòa bằng hù giờ bằng hù hù giờ là phu khăn dun là nâng lại hơn thì thăm pan lúc khoảng trăm làm đi là bằng bằng trăm pha dun vì nên nha chị mi hòa chừng thông cảm là thì văn niên chạy sẽ đôm cái vấn đề là dân tộc bản địa thì lầu pi thì là câu đôm lại nhá chị đôm tăng cái vấn đề bản địa chị nông câu quyền bản địa thì đồ năn hu bất hợp pháp hay phản động hay thó câu khan không bị va vợ là chị nông câu quyền bản địa là chị hù ngã kỵ bất hợp pháp không chị ngã đúng hiến chương của Liên Hợp Quốc công nhận dân tộc bản địa của chị câu bản địa là câu thay chị bắt buộc phải câu thì chính phủ Việt Nam thì nên nhớ chính phủ Việt Nam chừng hù quyền xét chạy mưu thành phần phản động không? Chạy hù quyền cứ đôm bình thường về văn tộc bản địa. Dạ đi, chính phủ Việt Nam cáp lại ô. Dạ anh thầy, chính phủ Việt Nam lại hù ta kia ô. Thâu cái là nào là như sẽ ta. Nhưng buổi mẹ chạy hù nào ô, là hù khí lấy tăn ô. Nó nhớ từng câu đôm ô. Mỹ và bạn ní, chừng dâu Mỹ và bạn thang. Chạy văn ní đôm tấn vấn đề dân tộc bản địa là hù khí đôm lệnh bất hợp pháp hay là phản động đối với chính phủ Việt Nam Mỹ và chửi hội chửi chảy ngã đúng cái hiến chương của Liên Hợp Quốc đó nên là đồng cảm Mỹ và an tâm Mỹ và nào thang hay mình các bạn ngã kia đừng hụt vào kia chảy ngã đúng hiến chương của Liên Hợp Quốc chảy vãi năm câu của dân tộc bản địa to chảy hụt thể lấy xét chảy mưu là thay thành phần phản động hay là bất hợp pháp không nên câu khan ông Mỹ và ấy năn lò thứ hai với vợ là chảy hụt cần thiết phải câu quyền dân tộc bản địa lấy thôi cầu khan không bị và đồ năn là tha làn duy nhất biết chăm tồn tại và không phát triển thì nào đô quyền bản địa có mai hù có mai thoát mình nhắc chạy hù đô ô là hù khi lấy chạy hù ô nên nhớ chạy phải tôm cậu chạy ni chạy đô ca giang cáp lầy ô quân tầy chạy đô chạy cưng câu chạy cứ đôm lại đô chừng hù câu chừng hù đô chừng hù lầy nhu chừng quạ xe nhu phải chừng phải miền chạy cứ năm câu nào đô thì chỉ là nào đậu tân bản địa đi như rất là ta chạy đôm căn bản là ví dụ như gia Úc là thay gia phát triển thay gia tự do thay gia phát triển mình nghĩ đến lâu lúc chú thun vì gia Úc công nhận dân tộc bản địa thì chạy nào câu bản địa thì dùng hù thể ta hơn vợ nhưng vừa chạy vẫn phải nào câu nghe hùng câu là hù kỳ lấy hù mình bộ chèn câu bản địa là chèn câu quyền bản địa hu minh tức là nhu rất là pyong cọ mai jun nhu ca hu sẵn sàng biết lại ô năn giờ chèn ngạ khế chèn câu chuyện xít lần nào câu chuyện xít lần nào ý giờ chèn khế chèn phải câu chẳng hạn như là chèn câu cả nữ trăm chày thay chừng thuận ba phi năn giờ chèn ngạ khế chèn câu cả nữ xe chèn trăm chày nào học hù phải nhận trình học ô hụ đóng trình học ô đồ năn là tha thứ chạy hụ thể cao hưu hoặc là hiện nay bố lùa học bóng gia nghiêu như lầy mai cả
gia Việt Nam chẳng hạn nên chuyện câu chính phủ play hai là bố lùa học bóng lô play hai trăm lạ quả lâu học bóng pin nào yang yêu hai à đồ năn chảy nên nòng câu à chuyện câu nào phải hù đông chỉ nó à, từng lớp một cho tất đại học luôn mới miễn học phí cả dân tộc băng đệ trăm ba đồ năn là chảy nên câu chuyện câu kia vớ chảy này chảy cao hù lại ô chuyện câu câu muộn thanh trăm chảy muộn thanh tổ bạ ta tổ bạ nha trang tổ tân đà nẵng nào anh nhu tổ ta chăm chỉ hù tổ tu hô thì nhu hút quyền nhu ngã chừng khu du lịch khu di tích khu du lịch biết nhu lại ve nhu ngã cái anh chừng khu nhưng người chẳng hạn như mồm bột lon chạy chăm chỉ tổ tu nên nó chạy chừng nên cố gắng ngậm phân chỉnh câu mồm chạy mai vợ biết cả chăm chỉ tu hai à, mừng can lầu 75 trăm lao tổ ông lâu 100 a quan a hình thay chừng hùng mù hùng nư biết ngã biết băng à, năn ca giang hô thời gian biết giang tu hành giang biết cái giúp đỡ về cái cuộc sống tinh thần tôn giáo cả pháp bình đi gia đi thầy 75 ô bô lâu nừng lây hùn nư hùn gia biết ngã băng ô thoát ba rất là khô ra ba lù giang lâu nừng đùm dạ lại mong mơ của bố họ em ta là nhớ chạy chừng nên vợ nên kiến nghị câu vợ chính phủ quan tâm hai mía vô chính phủ hù giúp đỡ về vấn đề nano thì cái tôn giáo bản địa nhu sẽ rất là mạnh sẽ nghĩ nào nhớ chạy chừng nên là chuyện chạy cần phải chạy dành câu quyền câu quyền lợi cả plau lâu nừng trầm năn vợ giờ làm vấn đề vấn đề vấn điện chạy hưu tha thứ cho vợ chạy chừng phải gian đô làm văn nhu tạo điều kiện cả trăm chạy phải khăn trăm hai à dạ đi giờ nhục lầy chạy phải tân điều học gian vợ ngạm văn tân đậu vợ cả nhục lầy cả chạy nào phải tân cụ lù cấp bậc hơn vợ hưu thể cụ chặt đại học nào chỉ hưu năn tọ là trăm hưu thể khi mực đồi sóc bội lâu dài trường tồn làm thời gian à. Nào đó trên bản điện là tha phải hưu tha chiến lược không kế hoạch lâu dài nhục phải là nào rất là ta à, nhưng chạy là tha dân tộc xít chạy hụt đủ sức ép về cái lực lượng không nên nhớ đôi lúc chạy nào câu bản địa chạy chừng phải mong mơ thì toát mồ à, mong mơ cái sự may mắn thì văn nên là sẽ kể cả mỹ ba gõ mai lùm mỹ ba chừng thâu lạ chừng gõ mai lạ chừng băng mi lạ chừng băng mi nhưng bù hưu thế như chừng yếu chẳng hạn như chảy năm câu hay chảy là ngã khiết đi căn ăn gõ mai về giữ mưu cái cơ trời giữ mưu cái sự may mắn chừng rất là lùm thì đầu tiên là câu kể ra câu chuyện đi ví dụ thời tao minh mạng chắc định là băng mai đứng lên băng mai câu ra năm trong hồ lạnh lương à, thì với cái chất lượng năng ăn là tao minh mạng tiêu diệt hoàn toàn dân tộc Chăm thì cái xác định của minh mạng anh như chạm tồn tại tân lùa thời gian như lùa tân thời gian như tồn tại ba chạm đời thiệu trị à, à, nên mình bù tân khi bù làm đời minh mạng anh nhá mỹ qua đọc sử anh mỹ bằng qua bố là cái hạng háng anh rất là lùa kéo dài rất là lùa à, kéo dài chạ đời thiệu trị phụ tân đời thiệu trị anh hạng hát chú thôn trường hồ trà nó thì dân chúng du nhân nhục đôm lại chắc có thể là do chạy ác quá hàng trăm nên như là phô phạt à phô phạt thì sáng dịp năn năn thì hu quả rang u mây trăm nọc cai tận băng tủ răng cà qua lao mư nọc chạ huê biết hình câu không phô thiệu trị tao tao thiệu trị đôm lại lầy cả trăm tổ rai gặp ế chùi băng tay trăm chùi thì cùng năn có lấy cùng cùng thời điểm tại vì gia dân nhu tọ bị nạn nhu tọ khủng hoảng về tinh thần nhu đôm lệ pô tọ phạt nhu năn vợ chăm hu núi nong câu vợ là lúc năn ôm muốn lệ liền ôm bịa sắc lệnh là tận đi nao hù văn tay tâm cho lệ chăm chun mai tọ y gia dân đó tận năn mai là chăm hù bị văn tay cho bố lấy đồ năn yêu lệ cơ trời nhưng ngoài cái cơ trời thôi chạy hùng câu năn gia hùng ngu nao năn thì chưa chắc hiện ôm anh lệ tại lúc năn phút thể thời gian thầy nhưng phụ ngoài cái cơ trời thôi chừng phải hưu cái sức chạy phút mơ hai làm năn
nên là lùa cái sự may mắn, đồ tha đồ may mắn đi, chừng tha xích cha vợ chẳng hạn đi ấy, thì chừng kẻ đời tân đời thời 75, lầu thì 75 anh, thì ví dụ như trường An Phước, trường Phố Long, làm năm thì ba lại chừng hưu thâu lùa chuyện làm năm, nên như kẻ băng thì là chừng bố nhu chừng hay, tức là đồ năng chừng là tha vô duyên, ngoài cái duyên phía anh, ngoài cái may mắn phía anh, thì chạy chừng phải hưu chùn tha xích ca như mừng đội hưu. Thì lúc lầu anh chăm chạy cao hưu trường An Phước con anh, thì tuổi giang ông kha, chừng đã ngã hồ sơ, nộp đơn mư bộ giáo dục, câu lệ phẩy bơ trường An Phước, bơ trường An Phước. Khi chị nộp đơn mư bó hành thì nhu chừng chạy năn mi, nhu chừng hưu thể nhu hưu giải quyết, nhưng bộ rất là chậm chạp. Thì hưu tha văn, ông sang tổ bà, lúc anh tổ to bà Quy Nhơn, ông Mai, nông quăng, ông Trần Quang Diệu, bà viện thư ký, viện Đại học Đà Lạt. Thì quả giang chung nào Sài Gòn nọc in mừng cổ bạn của ông Trần Quang Diệu, tức là ông Lý Chân Trung, đồng lý văn phòng của Bộ Giáo dục. Thì ông Trần Quang Diệu mừng giới thiệu ông sang đây là Trâm. Thì ông Lý Chân Trung đông lại, là hu nhận hồ sơ câu thành lập trường An Phước. Thì sáng dịp năm thì ba là đồ năng chính đáng huy, ai ngã hu vừa giúp hai đồn năng. Thì mai thang ở quả tuần tầy là bố cái văn bản mai tầy thành lập trường An Phước. Mặc dù như vân play, nhưng mà hưu thẻ chừng hưu tha duyên, hưu tha duyên tha xích sẽ đôm năn tha xích là như bố năn play lòn tầy kiện play vô nào luôn ấy. Ta ngoài cái duyên nhưng mà chừng thái hưu sự chuẩn vơ chuẩn cả nhiều đội bó vơ tân thời ông Thiệu, thì ông anh mừng đôm chung là thì chừng phải lợi dụng cái tình hình chính trị. Ông Thiệu, ông Kỳ dạ nào tranh cử tổng thống, thì ông Kỳ của nào bạn Tây Nguyên tổ chức đại hội sắc tộc Pi Hồng Hòa Phiêu, cả ủng hộ cả ông Kỳ. Thì ông Thiệu hội đa sắc tộc đi ủng hộ ông Kỳ, ông Thiệu tổ chức liền tha đại hội sắc tộc tại Dinh Độc Lập, Pi lùa phái đoàn của Dinh Độc Lập Mai. Phải đoàn của sắc tộc Mai. Thì làm năm hưu phải đoàn Trăm, mưa nào lệ ông Thiệu nghi lệ nghi tân lúc phải đoàn Trăm, thì ông Thiệu nghi lệ ra đi đồng bào hưu ý kiến kiệt lấy, cầu kiệt lấy. Thì phải đoàn Trăm đôm lệ hiện ra đi là Trăm đã hưu trường An Phước vừa, nhưng vừa Trăm ưng lý trường An Phước ba trường Cô Long. Ông Thiệu đôm ông Đại Tá Đức gọi liền cả ông Ngô Khắc Sở, Ngô Khắc Tỉnh đồn lại ra đi tổng thống ân lý trường An Phước và trường Quốc Long là bố quả tuần tẩy quá trường An Mai lý trường An Phước và trường Quốc Long. Nên là nhu duyên của chạy tuần phải mong mưa cái thời cơ, cái tình hình chính trị quá con lấy tình hình chính trị thì chạy chăm chạy đi tẩy hay ân ngạ hù tân cái công nhận cả quyền bản địa chừng phải mong mưa tình hình chính trị. Đôi lúc hiện ra đi anh không chế độ cộng sản anh chị câu rất là canh, nó chỉ rất là trong trư tanh tha rây lây của nhu play cái tự do bầu cử biết hả kia biết tuôn nuôi phụ nào qua phiêu anh nhu play tha xích quyền lợi của chị bôn hơn. Có gì là kẻ lâu câu chuyện nên là biết hả kia biết chị đôm lại ngoài cái tình hình chính trị, ngoài cái sự may mắn duyên trời, chị chừng phải phú sức vậy nào ngã hai nông cao hai chạy hùng cao ô khi lấy giang lại ô hù mũ trăm nào ô thì chưa chắc khi ôn tao thiệu trị phù ngưng cái sắc tộc của phân tay trăm nên nó chừng vấn đề bản địa như chừng nghĩ năn chạy ngậm phân ngã phải tôm cậu ngã hồ sơ nộp mư làm chính phủ pi thời ni bị qua ngã cả hù ô thời thầy nước cho tiếp tục tạo cái tiền đề biết cả nước cho hiện thầy nào ô. Và không thạc điều cho vợ chạy chừng y dơ chạy đôm lại chạy năm câu băng địa là thay câu băng địa thì thay chạy câu băng địa thì chính phủ Việt Nam nên dơ chạy hụt khả năng về cái sức ép về lực lượng ngồi giờ thì nên dơ chạy chừng phải ngậm băng là biết chạy tạo hưu thác khen của đôm chuyện không chính phủ Việt Nam các giang thấu hiểu nhu hủ mong chạy y là các thế lực thù địch đương đầu vừa là tha cái
trách nhiệm của chính phủ phải cù mang trời, nó như trời phải quá thành lành, đồn phần các khớ hàng, các chính phủ hù mong trời là tha cái thế lực thù địch, trời chừng ô mong chính phủ là tha lại thế lực thù địch, chứng chuyện khi đã ba trời hù ngạ khi hù cho ra đi là ngạ khi, trời phải nào đô cái quyền lợi của trời, chính phủ đại khai là chính phủ chừng gia chừng ngoại xe không trăm trời, lấy mai bớt vợ biết cả trăm trời, tổ tồn tại làm tương lai. Là nào biết câu hưu công nhận cái quyền bản địa thì nhu rất là ta nên nhớ điều tha từ quan trọng cho vợ là cái chạy phải tự bảo tồn chạy hai chạy phải tự khi chạy hai chạy chùi chết tân khi chạy phù đã bị đồng hóa bó hiờ chạy bị đồng hóa bó hiờ giang lầy quyền bản địa chạy biết hả kia nó đô quyền bản địa biết hả kia nên nhớ chạy ngạm phân ngã chạy phải khi bản sắc của chạy chạy phải khi to nữ bị chạy đôm trăm chạy bảo tồn cái di sản bảo tồn các di tích trăm chạy tân thà rây lây anh thầy rây lanh giang công nặng chạy bản địa chạy tổ hai lại chạy là khu cái bản sắc trăm onano tân khi giang đồng hóa chạy rõ hiểu chạy năm câu bản địa quý hạ kỹ quốc anh nhớ là tuần hê đi nào chạy ngạm phân chạy chừng phải khu quá cách biết hồi sinh ý thức hệ trăm ba thâu chạy cả nữ trăm chạy bảo tồn phong tục tập quan văn hóa chạy chạy bảo tồn trồng giống chạy nhất là chuyện khăn khinh may khinh cây mong nhớ gia đình chừng ngạm phân ngạ chừng phải khuyên khích trăm chạy trăm khinh trăm là sao nhất đồ năng là trách nhiệm của chạy lâu thì thi của gian lệ bản địa của chạy và không tha vỡ gì tối nay chừng chuyện bình thường ví dụ như chạy mai tom cậu bạn đi chạy mai tom cậu bạn đi chẳng lẽ bạn đi chạy đôm bản địa lo hoài phần thấy thấy nào thang phần thấy thấy nào thang chạy ngậm văn chạy chừng phải tom cậu chạy chạy hu cây tha tổ chức chung trăm pa hải ngoại phía hợp kia chạy nào câu bản địa chạy nào đôm bản địa cha núi giang dân liên lạc chạy chạy liên lạc cả thay nó như chạy ngậm văn ngã chừng phải ngã cố gắng ngậm văn thầy và những vật được thay thế nào thang thì hu thể văn đi chạy hồ thời gian ô tay dây tuần tay làm tay thun tay chạy tom cậu tha băng gia vợ chạy phải ngậm văn hu tha tổ chức trăm pa hải ngoại bi cùng cậu nào độc thân hỗ trợ làm gia trần dấu bạc đang đi nào độc thân cả cả quyền lợi bản địa câu quyền bản địa lo tha điều lụi ni vợ tha điều lụi ni vợ là lầu thì tẹt nội thì là câu nhim tha sắp đôm của tha vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa khi bù nao tong tặng Hoàng Sa tong Hoàng Hoa Sa tong Hồng Trung Quốc thì tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đôm tha câu ấy ni đôm lại tong Hồng Việt Cộng anh là tôn enemy tức là Việt Nam không khẩu ố Việt Nam Cộng Hòa không Việt Nam Việt Cộng chừng là y khẩu ố nên nhớ ông đôm lại chạy nào tôn Việt Cộng anh là tôn enemy tôn hôn Trung Quốc ca mừng là tôn việt tôn của biết khi nước dày chạy ô ngã ôn thu không nhu anh là chạy sẽ bị nghị gọi Việt Cộng anh như mai trăm ya duyên niệm ba hôn nghị và tôn hôn Việt Cộng là tôn enemy tôn hôn Trung Quốc là tôn việt thì chạy học kỹ điều năn tâm chạy đi nhá chạy bất đồng quan điểm trên thao gốc thao in mi ngạ kỹ ngạ tài năn vợ chạy chừng phải tổ tom cậu tho nghiên cậu pi xây tài nào đậu tân quyền ban địa cả dân tộc trăm là cầu phi cậu câu đa đôn tẩy sáng vì tôi vợ ni là câu hô ha rục sư nước ta may ngăn nên nhớ là rahani kaya của mai đông về luật chăm trầy nên là câu We'd like to invite Ms. Rohani Karia, a Cham attorney who's here to talk about legal issues that affect indigenous peoples.